chơi khô máu với tụi mày bữa nay rồi. Nấp nấp nấp, chạy nó bắn kìa. Má ơi, chạy đi, không thì chắc hết. Hey, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Mr. Thắng đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái game mới. Mới với cái channel chúng ta thôi. Nhưng mà game này cũ rồi ha. Game này ra đời từ 2010 rồi. Đó là cái game Mafia 2. Đây mình đã chơi được một khúc rồi. Bữa nay mình giới thiệu cho các bạn xem. Đó là đây là cái trò nói về cái cuộc sống của tụi Mafia. Mà chúng ta, chính là chúng ta đây là những Mafia đây. Đây chiếc xe của mình ha. Xe này đã độ lại rồi. Xe này nó được mình độ rồi. Thấy không? Cho nên nó mới có cái cục ở trước xe này. Đó cho các bạn thấy nè. Đó thấy không? Ghê chưa? Đó. Máy, độ máy, độ sơn, nước sơn rõ lại hết trơn đó. Giờ chúng ta sẽ đi quậy đi. Chiếc xe, cái tiếng chiếc xe của chúng ta lúc khởi động, lúc chạy, lúc nó rất là quy lực các bạn. Rồi, cũng mang rồi. Mày á con, ra chơi luôn nè, mày không biết tao là Mafia hả mày? Mày hả? Gà bắn gà ngã ngửa luôn này, máu chảy luôn. Ghê quá. Mình rất thích chơi cái game này, nó mô phỏng rất là thật. Nhưng mà hiệu ứng mà nó... không. Cái hiệu ứng vật lý nó mô tả rất là thật. Mày bắn cái xuống đất á, mấy cái bánh dở nó dằn ra ha. Ê ê ê, đi đâu, đi đâu? Muốn chơi kìa. Muốn chơi thì tao chơi với mày. Này là trò này lấy bối cảnh nước Mỹ những năm đầu á, sau chiến tranh thế giới thứ hai á. Cho nên chúng ta thấy cái quang cảnh nó rất là cổ ha. Nông được hiện đại giống GTA phần 5. Đây là thời hoàng kim của tụi Mafia. Chết đi, chết đi, chết đi. Ê, được không được. Bây giờ nè, chúng ta móc hàng nóng ra chơi nè. Xuất hiện đi mày. Đồ. Chết đi, chết đi, chết đi. Mày hả? Đứng dậy mày. Ui, tao tha cho mày còn bắn tao nữa. Đồ khốn kiếp. Giờ mình sẽ gây ra một hàng loạt cái vụ cướp. Và những cái tập tiếp theo của cái series này nè, Mafia 2 thì mình sẽ chơi là cái đoạn nhiệm vụ cho các bạn xem. Cái khúc chuyện nó rất là hay nha. Mình đi cướp đi. À, chúng ta sẽ cướp tiệm súng. Rồi, lên đây. Thiếu tiền thì các bạn vào tiệm súng các bạn cướp. Nhưng mà đề phòng cha của tiệm á, cha đó rất là khủng khiếp. Ổng sau cái quầy ổng có cái khẩu súng, mà chỉ cần đưa bạn hai viên thôi là lên tường ngay lập tức. Khẩu súng kênh mình bắn lúc nãy á, cho nên là phải cẩn thận. Kinh nghiệm. Lát một lát nữa tới chỗ mình sẽ truyền đạt cái kinh nghiệm đi ăn cướp của mình cho các bạn xem, để sau này các bạn chơi có thể học nổi. Và mình cũng nói luôn là cái trò này nó đã ra cái phần 3 rồi mấy tháng trước á, mùa hè tháng trước cái gì đó, năm trước á, 2016 nó đã ra cái phần 3. Và trong máy mình đã có rồi nhưng mà chưa có chơi cài chơi thôi, tại vì nhiều quá chơi tổng quá nhập ma các bạn ơi. Chuẩn bị, tinh thần. Mở cửa.
ông già kia chết đi. Giờ mình sẽ lấy đạn. Nào bấm e. Đạn đầy hết trơn rồi. Nè, lại cái quầy tiền lấy tiền nè. Đó, được 615 đồng. Oh yeah. Phê. Giờ chạy thôi. Mình lái lại cái đó một hơi là cảnh sát lại đầy hết trơn. Thấy không? Nó. Trả lời chơi, chùa chùm ao. Chúng ta là tội phạm đang bị truy nã nha. Quán ăn kìa. Được. Má chịu đường chân chợt quá. Nhất là mấy cái xe mà có phần khối lớn, chúng xe của mình chạy đường mưa nó chợt khó chịu. Chứ điều khiển cái trò này điều khiển hơi khó ha. Không đơn giản giống mấy trò kia. Trời ơi. Hết xăng nữa khốn kiếp. Cái trò này mắc đổ xăng nữa các bạn. Chạy xe mà hết xăng phải đổ đó. Ê. Đứng lại mày. Lại đi đấu với ông ơi. Đang buồn nè. Rồi, chúng ta sẽ gây ra một cái vụ cướp ở đây. Đưa tiền mà lên. Ê! Mẹ kiếp, chủ quán nó cũng có súng nữa. Nó đẩy mình hết viên rồi đó. Ăn vô cho đầy máu nha. Dạ? Rồi. Chơi rồi. Nấp thôi. Don't hurt me. Officer down. Officer down. Shoot this asshole. Chạy vô lên. Tụi nó đâu rồi? Kìa, tụi nó kìa. Anh đồ này chết nhát quá, nó không dám xuất hiện gần mình. Mày hả? Đù, trời ơi, đấu súng như thiệt vậy. Kệ chưa? Không. Cái trò này mang tính chất Hollywood các bạn ơi. Mẹ đó. Mày. Mình cố gắng bắn hụt để cho các bạn xem cái độ hoành tráng của game này thôi. Chứ bắn bắn phát bắn trúng chán lắm. Thấy không? Các bạn thấy cái sự mô tả, cái sự quỷ diệt của cái vật lý của cái game này á. Nó rất là thật. Chúng ta bắn vào giá tường mà những mảnh vỡ sẽ nhăn ra gớt đầy dưới đất này, thấy không? Đó. Trò này ra năm 2010 á, được khen rất là nhiều các bạn. Được khen game rất là hay. Nhưng mà phần 3 này á, chơi thấy cũng hoành tráng lắm nhưng mà nó bị chê tơi bời. Help me God. Ừ. Kìa, chết la liệt hết trơn rồi. Thôi lấy xe tẩu. Kẹt xe của mẹ nó rồi. Ôi, tụi nó túa ra nhiều quá đi. Cái chị của tụi nó ơi. Mày. Nó bắn kìa. Trời ơi. Ôi lại chúa. Ấy. Có hư xe ngay cái lúc này được chứ. Hư xe là chết mình đó. Sửa xe cái đi. Bây giờ chúng ta là những kẻ đầu tàu. What's going on? What you looking for? Giờ mình có thể sai thay cái bảng số xe để thoát tội nhưng mà mình không làm. Để cho có những cái màn ngược đuổi thật là hoành tráng cho các bạn xem. Không số tội luôn. Và cái trò này không có chiếc các bạn ơi, không có, nó không có mã nào hết trơn á.
có mã An Giang đâu, giống như chay đâu. Thú gì mày? Clip xe cũng dữ quá đó. Ai? Wow. Lên xe dữ lắm chứ giỡn sao? Ai? Trời, nó bắn kìa. Má, nó mới sửa xe nha, bắn lỗ lỗ xấu quá trời rồi đó. Quá rồi đó. Giờ mình sẽ vận dụng cái kỹ năng lái xe thượng thừa của mình để gạo cho nó, chọc cho nó. Sao sao bắt được tao? À! Mẹ ơi, nó bắn. Mít tao thắng mà giỡn sao? Đùa nhau à? Đi thôi. Làm sao để chắc đùa như này? Phải đổ xe mới đổ xăng mới được. Rồi xong luôn. Chơi cổ máu với tụi mày bữa nay. Thôi. Cấp cấp cấp. Chạy nó bắn kìa. Má ơi. Chạy đi, không mày chấp hết. Cái này bắn mới đã nè. Cái này là tượng trưng cho mafia nè. Fuck you. Dạ, nó bắn ghê quá. Nó bắn rác quá các bạn ơi. Áo. Lú đầu lên là ăn kẹo ngay lập tức. Thấy không? Các bạn thấy nó hoành tráng không? À. Chết. Chúng nó chết la liệt. Chạy. Hết đạn của mẹ nó rồi. Còn thằng nào nữa? Ấy. Nãy giờ mà chỉa tao hả? Ô, súng mới lụm. Súng của đội cảnh sát nè. Đó. Chuông. Oh my god. Xe sắp hết xăng rồi. Chúng ta phải đi sửa. Chuông máu. Phát hiện bây giờ. Đi đường tắt luôn. Rồi, mình chỉ cho các bạn cách thoát tội luôn. Các mẹ. Here's the even. Chạy luôn. Làm sao thoát nổi vậy? Nó bảo vệ tứ phía rồi. Như các bạn thấy, cái bên cái đồng hồ của chúng ta nó có cái hình gọi hư xe luôn, có cái hình quán tiệt á, cái chữ quán tiệt á là cái lệnh truy nã của chúng ta đó. Để xóa được cái lệnh đó thì chúng ta phải no.
Giờ nhiệm vụ bắt khả thi là làm sao lấy được cái chiếc xe đỏ đó đây. Holy shit, nó bao dây chiếc xe đỏ của mình rồi kìa. Quá dễ, quá dễ. Mình đang cầm là khẩu súng trường rất là mạnh. Trời, tụi này ngu quá. Rồi lấy xe để mình xóa cái bảng màu vàng. Cái màu vàng đó là cái nó bắn cho biển số xe của mình. How's it going? Mình sẽ sửa xe, sau đó thay đổi cái biển số để nó không có nhìn thấy. What can I do you for, pal? Không. The license plate. For you. All units code green, back to the station. Sửa xe. Bây giờ là nó chỉ còn bắt cái nhân dạng của mình thôi, cái ông đầu chọc á. Là mình sẽ vào cái tiệm đồ. Mình vào cái tiệm bán đồ để mua đồ mới. Hay là coi như xong. À, coi như chúng ta sẽ là một người mới. Và còn một cái cách thứ ba để thoát tội nữa là vào cái bot điện thoại này. Điện thoại mua chuột tụi nó tốn 500 đồng sẽ thoát tội. Nhưng mà cái đó thì nó tốn tiền, đúng không? Tốn hơi khá đó. Còn chúng ta dùng cái cách này thì nó đỡ tốn tiền mà còn được cướp nữa. Ê mafia kìa, cái mông. Giờ thay đồ nè. First I gotta lose this tail. Nó xong, chúng ta đã vô tội, chạy thôi. Chẳng thay bộ đồ đẹp trai quá đi. Xong, vậy là video hôm nay chúng ta đã kết thúc tại đây các bạn ơi. Các bạn hãy like và subscribe ủng hộ mình nhé. Bye các bạn.